Bạn cần kim cương nhưng tiền lương chưa có, muốn có người yêu nhưng chó nó chả thèm, không sao, hãy đến với shop gbtv.com, nơi quy tụ những vòng quay giá rẻ, uy tín và chất lượng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm cực kỳ thú vị khi đến với shop của chúng tôi. Shop gbtv.com, nơi bạn sẽ trúng số lượng kim cương cực khủng khiến cho con người yêu cũ của bạn cũng phải lá cả mắt. Kỹ năng nhân vật đủ nhá. Đấy như vậy là Ui Tiểu Liên em ơi, không xài lục bạc em ơi, chơi thế xem nào bắn đéo lại đâu em ơi. Em ơi, 4 ông 4 cái lục bạc, mỗi ông 50 máu thôi là thấy đi rồi. Full Tiểu Liên nhá, lưu ý nhá các bạn, kiểm tra xem nào. Đừng ông nào cầm lục bạc hết nhá, không sọt gân luôn nhá. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu. Khi mà trận vừa rồi thì Senna bị một tí kỹ thuật, cho nên các bạn có thể thấy là có con bot bắn thay cho Senna nãy giờ được mấy phát. Rồi ok. Tôi được 262.000 lượt thích rồi các bạn. Các bạn ráng giúp tôi lên 300 đi ha. Ráng giúp tôi lên 300, chúng ta ngồi chúng ta coi cho nó khí thế đúng không? Tôi lỡ tay tôi gọi là tôi bật livestream lên cho các bạn coi thì đôi khi chúng ta có những cái gọi là các bạn kiểu có những cái gọi là ấy thì các bạn kiểu giúp đỡ kiểu bật vơ. Lên tí tim kiểu bật vơ làm đâu có lương đâu. Bây giờ là 275.000 team rồi các bạn. Các bạn nâng lên khoảng 500.000 team đi thì sẽ được những cái trận đấu tiếp theo. Tôi sẽ còn tổ chức bởi vì tôi cũng đau họng rồi. Còn nếu mà không được 500.000 team thì chắc hết trận này tôi ọp đúng quá. Nó tính vậy. Thế nên là có tiếp tục hay không là tùy vào các bạn. Đấy. Ok. Quay trở lại với trận đấu thì hiện tại bây giờ Senna thua 3-0 rồi. Và Senna khả năng là sẽ không gỡ được kèo này đâu. Không, nhưng mà cân 3 là quá hay rồi. Cân 3 là quá hay rồi các bạn. Hay. Một cháu rồi. Liệu thằng Senna có làm được không? Hai cháu rồi. Hai người thanh niên luôn. Ui. Ui tí thì liệm đến từ vị trí của Senna. Tí thì thăng. Ta sẽ có một cái pha công nhà hay chưa? Nó vào nhà nó móc ra là Senna đi luôn này. Kèo này mà vào nhà móc ra là cu đi luôn này. Cụ đi chất lạnh toát luôn. Chưa. Vẫn chưa. Rồi phá kèo rồi. Khó. Rồi, hai ông dồn đam vào mình người Senna thì cũng khó để Senna thắng cái kèo này. Hay, thắng rồi, 3-1. Đây sẽ là một kèo 3-1. Tôi nhìn thấy tương lai phía trước là 3-1 rồi đấy. Hay. Nó phải được như thế. Nó phải được như thế anh em mà. Ngày mai chắc tôi phải rủ Ken nó vào nó làm ít ván. Ít hôm nay tôi tập hợp mấy anh em lại cho bọn nó đi bắn mấy cái giải giao lưu quốc tế, gọi là giao lưu để xem trình nó tới đâu, đủ trình mình xác định của kiểu mình phải xác định trước anh hiểu không? Kiểu xác định mà ví dụ như là 4 ông mà team của Senna mà khả năng lấy được giải thế giới thì lúc đó mình mới tổ chức giải thế giới. Đỡ mất tiền, mình cho tiền người Việt Nam mình đúng không? Chứ còn bây giờ tổ chức thì thấy kiểu ngày mai kiểu ít hôm nữa tôi tổ chức vài cái giải giao lưu quốc tế và kiểu thấy mấy thằng em bắn yếu quá. Thoải mái, kèo solo thoải mái. Đấy, chỉ yêu cầu là xài Tiểu Liên thôi. Đấy, đục kèo, không livestream không. Rồi ông này xài livestream này. Không. À không phải. nhầm tí. Senna 4-1. Khả năng là anh ấy sẽ chỉ dừng lại ở 4-1 mà thôi. Rất khó để anh ấy lên 5-1, 6-1 và 7-1. Thế rất là vuông. Hay. Một cháu. Này thì công chúng tôi à? Ông công chúng tôi à? Một cháu rồi. Hay. Ui chưa hay lắm. Ui ôi, cái đầu nó như thế mà em Senna kéo hụt. Senna đủ máu là ăn. Hay rồi. Đầu đâu? Không thấy đầu. Đầu đâu? Đầu đây rồi, một đầu. Hay. Từ từ, hưu. Hưu đã.
bắn từ từ thôi, vội thế nhở. Bắn rồi, một thằng cuối, một thằng cuối, hay 4-2. Tôi hửi thấy mũi khét rồi, khét lần lẹt là khét lần lẹt. Rồi, và như vậy là hay. Hay rồi, bình tĩnh, Senna sẽ làm được. Đấy, ít nhất phải thắng được một bán danh dự em ạ. Mình gác trước 4-2 cũng chỉ là bình thường thôi. First blood rồi, Senna, hay. Hai cháu rồi. Đớp lên em, lên. Hay rồi, đã mặt rồi, đã tài rồi. Thằng em tôi hôm nay bắn hay quá. Hai cháu ơi, 1v2 đấy em ơi, mạnh mẽ lên nào. Ui ôi, bay đầu ơi, từ từ, hưu đi, ừ, sửa giáp sửa đồ đi, mạnh mẽ lên, từ từ, bắn từ từ lan, yên tâm rồi, hay rồi, bị gài rồi, đầu đâu, hay, hưu rồi, bắn tiếp lan, trời ơi, đã bảo là hưu đi rồi, bắn, sửa giáp sửa mũ vào, từ từ nào. Em tôi từ từ, ông em tôi bình tĩnh nào, ông em tôi bình tĩnh. Rồi, từ từ thôi, bắn từ từ thôi. Ừ. Ok. Từ từ thôi nhá, đừng hoảng nhá. Một cháu cuối cùng, hay. Khét chưa? Bọn mày thấy khét chưa? Chúng mày đã thấy khét chưa? Mời đẹp. Tiểu Liên là bốn ông kia, Tiểu Liên ấy, luật chỉ giao cho bốn ông kia thôi. Bởi vì là một con bốn thì bên một sẽ còn phải có lợi hơn nữa. Hay. Một con bốn mà còn quá công bằng thì cũng là không đẹp lắm, không đẹp cho cái ông một lắm, đúng không? Hay rồi, em tôi hay rồi, em tôi mạnh mẽ lên nào, ôi. Bình tĩnh thôi em ơi, bắn từ từ thôi, kéo đầu nhẹ nhàng thôi em ơi. Ui rồi ôi, ui hay. 1v1 em ơi, 1v1. Ui rồi, 164 máu, còn tầm 20 máu thôi, ông kia chỉ còn 20 máu thôi. Rồi, lên máu lại. Hôm nay bây giờ đầy cây rồi đấy. Có Alok luôn. Chạm keo, thanh niên kia bắt buộc phải đi đường bên này. Đấy, thấy không? IQ không? Xử lý IQ không? Chặn keo bên kia để bắt buộc thanh niên đấy ra, lòi ra bên đường này. Hay. 4 điểm, khét chưa? Rồi, mạnh mẽ lên em. Mạnh mẽ lên nào, chúng ta sẽ làm được một trận bay bốn. Mạnh mẽ lên nào, vẫn chưa gạt được thằng nào hết. Lên mà đơm thôi, chúng ta vẫn chưa có thấy được thằng nào. Hay quá em ơi, đặt keo nhiều rồi em ơi. Lên một cháo. Ui dồi, ba ông dồn kìa, ui ba ông dồn kìa. Dồn ác thật, ui dồn ác thật. Ui dồi, quả dồn ác vãi, ui dồi. Thoát được là ghê lắm rồi đấy. Chạy nhanh em ơi. Ui dồi. Bo thu nữa. Khó rồi, bo ép rồi, ép bo rồi. Dồn quá bị đẩy ra bo rồi. Dồn quá ông C, ông bị đẩy ra bo rồi, lên nào. Từ thôi. Gạt được một nữa là bên Red, gạt bắn được một nữa là bên kia Red liền à. Dồn quá. Lên. Một cháu rồi. Như vậy là đã được cháu được tiên. Hay. Ui giời, hai ông hai góc nha. Khó nha, hai ông hai góc nha, dồn rồi nha. Hay. 1-1. Năm đều đi. Năm đều coi như đã nào. Năm đều cho nó khét nào. Ông em tôi lên nào. Ông em tôi năm đều nào. Hay rồi.
Hay rồi. Hay rồi. Rồi nào, em tôi thua rồi. 7-6 em ơi, mọi thứ đã bắt đầu dồn về rồi. Cục 1, cục 2, gỡ rồi. Cục 3. Nào, 6-5 ôi, chung kết thế giới. Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với giải đấu chung kết thế giới giữa Senna và bốn ông bên kia. Vâng, như chúng ta đã thấy thì ở trên màn hình hiện tại bây giờ là 6-0, tức là đã qua 12 giao rồi nhưng mà hai bên vẫn chưa bất phân thắng bại. Thì tới thời điểm hiện tại, đây sẽ là giao đấu quyết định liệu rằng Senna có cân được 4 thằng hay không, hay là 4 thằng nó đấm vào mồm Senna. Thì chúng ta đã bắt đầu với cái trận đấu này rồi. Đấy, khi mà chúng ta lên cái trận đấu này thì gần như là Senna đang rất là hai cái trứng cút đá tùm lum tùm la. Đấy, rung ấy. Còn bốn ông bên kia thì tổng cộng là 8 trái. Đấy, và Senna 1 cháo. Hey, như vậy là chúng ta đã có một tình huống mà Senna cần được một cháu ở bên kia và chúng ta sẽ chỉ còn 3 cháu mà thôi. Và tỷ lệ ăn của Senna bây giờ là đã giảm xuống là còn 75% nữa thôi. Vâng, bên này một thằng, bên kia một thằng, bên kia đang chơi chiến thuật, bên kia bắt đầu dồn ép rồi. Senna khả năng sẽ ăn được cái kèo này. Hay! 2 cháu. Và như vậy là Senna sẽ ăn được cái kèo này hay chăng? Khi mà anh ấy đã tăng tỷ lệ chiến thắng lên 50%. Bên kia tôi chưa thấy thanh niên cuối cùng ở đâu. Nhưng mà tôi thấy đây là thanh niên thứ 3. Và liệu rằng Senna có thắng được hay không? Một cái kèo đấu rất là căng, cực căng. Và hiện tại bây giờ anh ấy đang rất là căng rồi. Anh ấy đang rất là hoang mang. Anh ấy cân được 2 người và anh ấy sẽ chỉ còn 2 thanh niên cuối cùng mà thôi. Liệu rằng anh ấy có cân được 4 để lấy được cái chiến thắng hay không? Vẫn chưa có những cái tình huống phun đỏ đến từ vị trí Senna. Senna bây giờ hai trái trứng cút là đã tùm lum tùm lưa rồi, cho nên là bây giờ bắn nó không được chuẩn lắm, không có phun đỏ, chỉ toàn thấy màu vàng thôi. Đấy, và hiện tại bây giờ sẽ là 1v2. Tỷ lệ diện chiến thắng nó đã dễ hơn 50% rồi. Còn liệu ra Senna có thắng được hay không thì tôi không biết. Đấy, quan trọng là bây giờ phải bắn kỹ. Đấy, bo chúng ta sắp chạm đáy rồi, chạm đáy nỗi đau rồi. Một trận chung kết thế giới các bạn. Hai bên 6-0. Hay! Nào, làm luôn đi em. Hai! Em tôi đẳng cấp. Em tôi cân được 4 rồi, em tôi đẳng cấp. Tôi chờ nãy giờ 3 ván rồi, em tôi đẳng cấp.